Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Thịnh Phát. Như vậy là kể từ đầu năm 2017 đến nay thì cục quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương đã chấm dứt hoạt động của 7 công ty bán hàng đa cấp. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Thịnh Phát có trụ sở chính tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp này là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích. Theo Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này là trên toàn quốc. Cơ quan này đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do công ty giải thể và chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Cục Quản lý Cạnh tranh đăng tải thông báo chấm dứt hoạt động, người tham gia bán hàng đa cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Thịnh Phát có quyền thông báo đến Cục Quản lý Cạnh tranh về việc công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại Nghị định 42-2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới cục quản lý cạnh tranh trong thời hạn nêu trên công ty này sẽ được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ